Mì giỏi luôn nhỉ. Mì yêu mẹ mày lắm. Chị đừng động vào đấy, con dùng. Con làm gì? Dùng máy. Thank you.
Chị không hiểu khác mình à? Quá đúng
chứa các mây. Được chưa? Đây, đây con chứa gì? Con chứa cái. Đây con chứa vali nữa. Con có cái mông gì? Đây nhá. Con cá heo quá thôi. Con cá. Con cá. Con cá. Con cá.
nè. Chim mẹ. Thích chim mẹ không? Hay chim mẹ? Con thích chim mẹ. Chim này gì? Hay chim chim mẹ? Con thích chim mẹ. Chim này gì? Con chim mẹ. Chim này gì? Chim mẹ. Con thích con cá. Con cá nào? Con cá này. Con thích con chim mẹ. Chim chim thích con cá này. Vâng. Con voi nào? Voi. Mì voi nhá. Mì voi chị sẽ là con. Con cá. Cá thì xấu. Không, con thích con voi. Dạ, con thích con cá trên núi. Con thích con voi em, con thích con voi bé bé. Đấy, con voi bé. Con lấy hàng đấy nhá. Vâng, con bé này. Con này, đây con cá của chị nè. Không, đấy là con của chị. À, của mi. Đấy, bây giờ đấy. Con voi. Này, đi đây. Đấy đi. Đây, của chị này, chị ra đây nào. Con ngỗng này con lấy không? Không ạ. Con cá. Con lấy con ngỗng không? Con ngỗng không. Con cá. Hai có. Con hiêu này. Cá. Con hiêu này không? Thôi. Con dê. Không. Không không. Không. Con. Con chồng con thích con ngỗng. Con thích con ngỗng. Tại vì con chồng là con sẽ. Con câu này nhá. Vâng. Vâng. Bây giờ mới xem hả? Ra lấy chi đi ra lấy. À để trước. Chi. Đây con công chị đấy. Hà chiếu ở biển à? Đấy con công chị. Công quất ngôi nhà. Chi đi ngôi nhà. Có ngôi nhà trên này. Ngôi nhà trên này á? Vâng, ngôi nhà này có nhiều cây thông. Hà chiếu ở biển cây thông. Hà chiếu. Ô xem sửa ngôi nhà này. Mẹ ơi con rửa nhiều luôn. Mẹ ơi con rửa nhiều luôn. Ừ nhiều thế con quả con cơm à? Mẹ ơi con vừa cho mẹ nhá. Đây con vừa đây mẹ. Này con vừa đây. Đây phải về rồi đúng không? Mà thế này em dọn nhà cho anh gái. Ui dồi.